Bọn hắn cũng có tin tưởng, bằng vào trở linh tháp tài nguyên, đã đến lúc trở linh học viện, nhóm này học viên lớn lên, tuyệt sẽ không so với xử lý các kém. Hơn nữa các phương diện khác chèn ép, phải tất yếu đem đại lục đệ nhất học viên tên tuổi vượt qua đến. Đến lúc đó, xử lý các học viên tồn vong liền không sao, đã mất đi đại lục đệ nhất học viện quang hoàn, bọn hắn cái gì cũng không phải. Thiên cổ đồng phong đem chú ý đánh vô cùng tốt, chính là vì muốn không chút nào cho xử lý các cơ hội. Cùng với xử lý các học viện bên kia trung quy quy củ bất đồng, trở linh học viện bên đời đuyên này có thể nói là xăng đèn kết hoa. Ngoài học viện mặt còn có hơn 1.000 cái sỏ hoa tạo thành thông đạo, dùng để dẫn đạo tất cả các học viên tiến vào chỗ ghi danh, có đại lượng chuyên gia ở chỗ này chịu trách nhiệm. Hầu như trở linh tháp tổng bộ bên kia, một nửa nhân thủ đã được tạm thời phân phối tới. Thiên cổ đông phong càng là tự mình tại trong học viện tọa chấn, hắn sẽ vẫn đợi đến khai giảng điểm lễ sau khi chấm dứt. Lúc này, 300 đại cơ giáp tại trường linh tháp học viện trên không bay lướn, đưa tới phía dưới từng đợt sợ hãi thán phục âm thanh, thật sự quá là độ rủi ro. Nhất là cái kia ba máy hồng cấp cơ giáp, mỗi một cái đều tỏa mắt ra chói mắt mà rực rỡ hào quang. Tuy rằng bọn hắn thể tinh so mặt khác nhau màu sắc cơ giáp muốn rõ ràng nhỏ hơn một chút, nhưng ai cũng biết thần cấp cơ giáp đến cỡ nào cường đại, đây chính là cùng với tứ tự đấu khải tịnh sừng tồn tại. Tuy rằng trên thực tế, thần cấp cơ giáp cuối cùng không thể nào cùng với tứ tự đấu khải so với, nhưng để muốn chế tạo ra nó, cũng cần phong hào đấu la thực lực mới chế tạo ra và khống chế được, mới có thể đem thần cấp cơ giáp uy lực hoàn toàn phát huy ra được. Cường đại như thế thực lực, tài lực làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của mọi người. Mà cái này ba máy thần cấp cờ giáp cũng không phải thuộc về truyền linh tháp, mà là tới từ ở trong cờ giáp sư hiệp hội, là cờ giáp sư hiệp hội trọng yếu nhất lực lượng, lần này cùng với truyền linh tháp hợp tác thành lập ra truyền linh học viện. Cờ giáp sư hiệp hội cũng là muốn kiếm ra một chiến canh, nếu như có thể khống chế truyền linh học viện bên này cờ giáp học viên, tương lai bồi dưỡng càng nhiều nữa người mới gia nhập hiệp hội. Đối với những thứ này yếu tố cờ giáp sư, khống chế không thể nghi ngờ sẽ càng tăng lớn rất nhiều. Đây là cờ giáp sư hiệp hội hy vọng nhất chứng kiến sự tình. Tại báo xanh hoa tươi đường hành lang hai bên, còn bất ngờ bay lượn ra cái kia một cái vị hồn sư, phóng xuất ra võ hồn chân thân hồn sư, bày ra chính mình cường đại võ hồn hoặc là hồn linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường linh học viện ngoài cửa lớn, giống như là ở trên diễn một đài kinh kịch. Cái này hết thảy tất cả đều là đi qua tỉ mỉ chủ hoạch ra cùng với chuẩn bị. Trường linh tháp vì thế bỏ ra khá nhiều tâm lực, vì chính có thể ở trong chỗ này một kích chiến thắng không cho xử lý các học viện bất cứ cơ hội nào. Một chiêu này rút củi dưới đáy lối, dùng dương miêu đến áp chế xử lý các học viện, không thể nào là không tàn nhẫn. Có thể lại làm cho bất luận cái gì sư luận nói cũng không được gì. Người ta thành lập một chỗ mời học viên, có sai, từ trên lý luận mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ trưởng đính thành tiểu truyền linh học viện nhiệm kỳ thứ nhất viện trưởng, lúc này liền tự mình tại trong triều sinh chỗ bên này tự mình chốc chiến. Hiện tại truyền linh học viện ngoài cửa đã sắp xếp ra lũ lên trên hàng dài, triều sinh còn không có chính thức bắt đầu. Lại 10 phút, truyền linh học viện liền đem thường lượng trực tiếp hướng về xử lý các học viện khởi xướng khiêu chiến. Trừ rồi hưng phấn bên ngoài, thiên cổ trượng đình ở trong lòng bao nhiêu còn có như vậy vài phần khẩu trương. Cơ hội như vậy, tại trong lịch sử chỉ sợ cũng còn là lần thứ nhất. Tiêu diệt xử lê các, đây là bọn hắn thiên cổ ra ở trong lòng chuyện trọng yếu nhất, cũng là hắn một mực một mộng tưởng. Mà lần này, thành tiệu truyền linh học viện viện trưởng, hắn đứng ở trong phía trước nhất, không thể nghi ngờ. Chuyện này nếu như thành công, như vậy hắn tại truyền linh tháp địa vị chắc chắn sẽ đề cao đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, ít nhất cũng có thể bù đắp cho lần trước thua bởi đường vũ lần sự tính. Một người thực lực cường đại một ít có cái gì, hiện ở trong cái thế giới này là so đấu tài nguyên thế giới. Vừa nghĩ tới đường vũ lân, thiên cổ trượng đình ở trong mắt hiện lên trên không khỏi toát ra âm độc ánh mắt. Hắn hận không thể nào đem người kia xé thành mảnh nhỏ mới có thể hiểu được mối hận trong lòng. Đến chuẩn bị xong chưa, thiên cổ trượng đình hỏi. Có người phụ trách nhiệm chung lại nói, viện trưởng yên tâm, hết thảy sẵn sàng. Chúng ta tổng cộng thiết lập ra 50 cái báo danh miếng, đồng thời tiếp đãi 50 người báo danh. Kế tiếp quá trình cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Báo danh về sau, lập tức tiến hành khảo hạch cùng với tổng hợp đánh giá. Hợp cách ngờ lập tức trúng tuyển, trực tiếp tiến vào trong học viện vào ở. Đây là truyền linh học viện nghĩ ra được một đầu lòng phục vụ, báo danh khảo hạch nhập học, một đầu lòng không cho các học viên có bất kỳ phản hồi cơ hội. Đơn giản mà nói, chỉ cần là học viên yếu tố, tiến vào trong truyền linh học viện về sau, người cũng đừng nghĩ rời ra, càng đừng nghĩ trở về tới đối diện đi. Rất tốt, chuẩn bị đi, đếm ngược lúc rồi.
Thiên cổ Trượng Đình lúc này nhìn thoáng qua hồn đạo máy truyền tin bên người thời gian, hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang có một chút chớp động lên trên. Cơ hội này hắn đã đợi được quá lâu, không thể không nói, Triều Linh Tháp một phen thành tựu là 10 phần hữu hiệu đấy. Vô luận là bên kia đối với báo danh sửa lại các học viện và các học viên dẫn đạo, hay là đám bọn hắn bên này chính mình đóng đinh, hay vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến đây đấy. Nếu như từ không trung quan sát, có thể chứng kiến, hiện tại Triều Linh học viện ngoài cửa báo danh học viên số lượng, rõ ràng so với sửa lại các học viện cửa ra vào nhiều hơn. Hai đại học viện chính diện đối kháng, mắt thấy liền muốn bắt đầu. Đúng vào lúc này không có người chú ý tới, mấy cái tầm thường thân ảnh không biết lúc nào xâm nhập vào trong Triều Linh học viện bên này báo danh khu vực. Bọn hắn tại trong đám đông ở trong về phía trước, đám người rất tự nhiên sẽ nhường ra một cái thông lỗ, thậm chí không có lấy rõ ràng cái gì, mấy người này cũng đã ghé qua đi qua. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Triều Linh học viện bên này chỗ ghi danh phía trước nhất. Người không nhiều cho lắm, 10 cái, khi mà bọn hắn đi vào trong Triều Linh học viện cửa lớn về sau, dừng bước, mười mấy người này động tác rất nhanh, mô đạo hành phi nhanh chóng trượt được hai cây chữ vật hồn đạo khí bên trong rất xa dừng ra cán lên trên, cao cao trèo tại 100 mét cao không trung. Hoàng phi bên trên có 4 chữ đái, sơ khảo sáng lọc tuyển chọn. Một tên trong đó thanh liên nhìn thoáng qua thời điểm, đối với xếp hàng tại phía trước nhất một gã mang theo hài tử đến đây báo danh phụ huynh nói: "Xin chào, tại báo danh phía trước, chúng ta muốn tiến hành thoáng một phát khớ sáo, xin cho con của người qua đi." "A a tốt." Phụ huynh không nghi ngờ gì, lập tức mang theo hài tử đi đến phía trước tới đây. Bên cạnh một gã khác béo luôn chắc lịch thanh niên nói, bắt tay vươn ra là được. Báo danh chỉ là một gã thiếu niên, nhìn qua 11-12 tuổi bộ dáng, nghe như vậy nhút nhát e lẹ vươn tay đưa tới. Béo thanh niên này tay hắn uyển mạch bên trên nhéo ra một phát, sau đó rồi nói, tốt, có thể đi qua, mở đến nhập báo danh. Cảm ơn. Phụ huynh lập tức thiên ân vạn tạ mang theo hài tử đi vào trong. Cái kế tiếp, thanh liên lần nữa vẫy vẫy tay, cái kế tiếp báo danh phụ huynh vội vàng mang theo hải tử qua. Cái này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn tại bọn hắn xem xa, tốc độ thật là nhanh, hơn nữa số nhờ cũng không có gì, phía trước một cái đều có thể đi qua không khó cho lắm. Quả nhiên nhiều chương chẳng qua là sở soạn thắng một phát huyết mạch, béo thanh niên lập tức nhẹ nhàng gật đầu, có thể đấy đi qua mở đến. Mà lúc này, Triều Linh học viện triều sinh đã bắt đầu rồi, có chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn đạo nhân viên công tác đã đi tới bên ngoài, mở ra đại môn. Không biết là vì cái gì, bọn hắn đều cảm thấy chính mình có một chút mơ màng đấy. Sau đó rất thuận lợi dẫn đạo người tiến vào trong chỗ ghi danh tiến hành báo danh, ghi tên và đăng ký. Có thể những công việc này nhân viên đối với phía ngoài tranh hoặc là chữ viết cũng cái kia mười mấy người hoàn toàn làm như không vậy. Giống như là căn bản không có chứng kiến bọn hắn. Hết thấy, đến đây, đầu vào đến hành, mà tại trong bên ngoài xếp hàng ra các xa trường đến xem, cái này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn, vốn chỉ là Triều Linh học viện làm cho. Lúc trước bước sàng lọc tuyển chọn tiến hành đến thứ 37 cá nhân thời điểm, thanh niên béo kia ngồi ở báo danh học viện thủ đoạn về sau, nhãn tình sáng lên sẽ nói, tình huống của ngươi tương đương là đặc thù, ngươi là quái vật không thể ở chỗ này báo danh, muốn đổi cái địa phương, mở đi bên kia. Vừa nói hắn chỉ ra hoành phi mặt bên. Không biết lúc nào, tại chỗ đó đã nhiều ra một cái cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng mặt ngoài có tầng tầng lớp lớp màu sáng rực rỡ vầng sáng. Phụ huynh có chút bối rối. Ngày khỏe chứ, đây là ý gì? Muốn đi chỗ nào báo danh? Con của ta thế như trương rất yếu tú đấy. Tại chúng ta cái kia hẳn là tốt nhất. Béo thanh niên cười híp mắt rồi nói. Chính là bởi vì tốt nhất cho nên mới cần đi ra một chỗ khác báo danh. Nhanh, đừng có chậm trễ. Tốt, được rồi. Thế nhưng mà cái này là cái gì? Tên phụ huynh kia mang theo vài phần nghi hoặc, dẫn hai tử đi vào trong cái kia phiến đại môn phía trước. Cái phiến đại môn bên trong phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn, làm cho bọn hắn nhịn không được bước đi vào. Bọn hắn một bước vào trong cái kia phiến đại môn, lập tức liền biến mất. Thanh niên béo này bên cạnh gầy thành liền hướng ra mặt khác báo danh. Giải thích nói, mọi người không cần phải gấp, đi qua chúng ta kiểm tra đo lường, có đặc thù thiên phú học viên, đều cần đến bên kia đi báo danh, cái kia cùng loại với chúng ta Triều Linh Tháp vạn thú đài địa phương, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, tiếp tục cái kế tiếp. Xếp hàng người báo danh nhiều lắm, hơn nữa cái này Triều Linh học viện dù sao, cũng là Triều Linh Tháp khởi đầu đấy, mọi người tự nhiên sẽ không hoài nghi. Thanh liên này mà nói, báo danh tiếp tục hết thảy đều lộ ra đầu vào đấy, chịu trách nhiệm phỏng vấn ra các học viên ra, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa ra vào một màn, nhưng mà bọn hắn cũng cho rằng đây là Triều Linh Tháp chính mình triều sinh phương thức, dù sao thì đằng sau những cái kia chịu trách nhiệm dẫn đạo nhân viên công tác cũng không nói gì.
Dù là các học viện bên này báo danh đồng dạng đang tiến hành, tuy rằng Truyền Linh Học Viện cho ta điều kiện phi thường có sức hấp dẫn, nhưng mà sửa lại các học viện dù sao cũng là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất học viện, vẫn có phần đông ủng hộ đấy, nhất là những cái kia xuất thân tại sửa lại các học viện phụ huynh, càng là đối với sửa lại các học viện có một chút sùng bái giống như tín nhiệm. Sửa lại các học viện tuy rằng bị tạc hủy, thế nhưng mà tại thập nhị cấp định trang hồn bạo đạn pháo oanh tạc phía dưới, cũng còn có học viên của mấy cường giả còn sống, như vậy học viện làm sao có thể không để cho người ta tín nhiệm. Bởi như vậy, báo sửa lại các học viên tuy rằng nhân số muốn thiếu ra một ít, nhưng trình thể tổ chức hay vẫn là do ghi danh Truyền Linh Học Viện làm ra một cái cấp bậc. Truyền Linh Học Viện tuy rằng đã ở chỗ này đào người, nhưng mà hiệu quả cũng không phải như vậy tốt. Đến với Truyền Linh Học Viện ở bên trong, viện trưởng, căn cứ bên kia chuyển qua lại tin tức, hay vẫn là có không ít người ghi danh tại sửa lại các học viện, chúng ta phái xà thám tử ít nhất đã chứng kiến ra 4 cái sơ bộ ước định hồn lực tu vi liền, vượt qua nhị thập cấp hồn sư rồi. Thiên cổ trượng đình lúc này nghe báo cáo sao lập tức nhíu mày, những người này đều là kẻ đần, gia nhập sửa lại các học viện có cái gì tốt.